Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng dùng hung khí thanh toán lẫn nhau. Đây là vụ án nghiêm trọng gây bất bình và lo lắng cho quần chúng nhân dân trên địa bàn. 8 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Sáng, Nguyễn Phi Linh, Dương Minh Cường, Trần Văn Thắng, Ngô Anh Tuấn, Trần Ngọc Việt, Trần Đại Linh và Nguyễn Xuân Lộc đều ở thị xã Ba Đồn. Sự việc xảy ra vào khoảng 24 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2014. Sau khi uống rượu bia, các đối tượng trên đã gây gổ rồi dùng hung khí như dao, dựa, kiếm đánh nhau, làm nhiều đối tượng bị trọng thương nặng. Trong đó có đối tượng bị đứt lìa một cánh tay phải vào viện cấp cứu. Hiện công an thị xã Ba Đồn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.